Xin biến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, thì hôm nay chúng em xin phép giới thiệu với các bác những cái dây HDMI chống chuột các bác nhé. Đó, thì cái dây này thì chuyên dành cho các bác sử dụng với cái không gian nó dài, nó rộng. Đó, ví dụ như đây là cái dây này, là bên em là dây 15m này, dây này 20m này, thì các bác có thể dùng cho quán karaoke này, đó, phòng hội nghị này, phòng họp. Đó, thì các cái sợi dây này, những cái phòng như vậy rất là dễ, rất là nhiều chuột đúng không ạ? Nó rất là, khi mà chúng ta đi dây á, khi mà các bác đi dây và âm tường rồi, đó, âm tường rồi thì vào trần thạch cao hoặc là từ tủ âm thanh nó ra, đó, thì khi mà bị chuột nó cắn ấy, thì bây giờ bắt buộc chúng ta đã phải đi lại. Mà không những đi lại đã khó rồi, mà có khả năng là chúng ta sẽ phải đi bên ngoài luôn, thì nó sẽ gây mất mỹ quan, mất cái hình ảnh, đúng không ạ? Thế nên là nhà sản xuất người ta hiểu được cái như vậy, người ta đã làm cho sản xuất cho chúng ta những cái dây HDMI có thể đi âm tường và chống chuột cho các bác. Đó, thế nên là khi mà các bác sử dụng thì hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Đó, và cái chất lượng của cái dây này em cũng đã test kiểm tra rất là kỹ rồi, chất lượng rất là tốt, chất lượng rất tốt luôn, bởi vì là cái giá của nó không rẻ. Giá của nó không rẻ các bác nhé. Đó. Thật ra là dây HDMI thì trên thị trường là đầy rất là nhiều loại, nhưng mà để mà tìm được cái dây tốt thì cũng không phải đơn giản. Đó, bởi vì cái xu hướng của người Việt mình là mua sắm thì chắc là em không phải nói đúng không ạ? Chỉ có bác nào sành chơi hiểu thì mới bỏ tiền ra. Đó, chứ còn những ai mà không hiểu thì rất ít bác dám bỏ tiền ra mua một cái số lớn cái sản phẩm chất lượng tốt, bởi vì người ta có hiểu đâu mà người ta mua, đúng không ạ? Thế nên đây là cái những cái dây là chống chuột, các bác nhìn này, cái sợi này, đó, cái sợi này rất là cứng luôn, giúp chúng ta dùng thoải mái, không lo là bị hư nhé, không lo là bị hư, bởi vì nó rất là cứng. Thì những cái dây này ấy, các bác mà làm về sự kiện hay làm về phòng họp, đó, hay là làm về, nói chung là ở cái môi trường nào mà nó dễ bị hư hỏng, dễ bị chuột cắn, thì các bác nên mua những cái dây như thế này. Thì bên em là có dây từ 5m trở lên nhé. Các sợi này là dây ngắn, các cái sợi dây ngắn là nhà em không có, ngắn hơi 5m mà chống chuột là nhà em không có. Chống chuột nhà em là từ 5m trở lên. Còn những cái dây dưới 5m là những cái dây thường, dây chất lượng cao. Đó, dây chất lượng cao là không có chống chuột, thì những cái dây đấy thì chúng ta chỉ sử dụng là từ cắm từ dàn âm thanh lên tivi được thôi. Đó, thì còn trên 5m là sử dụng cho mục đích khác rồi. Thế nên là chúng em lại có những cái loại như thế này nó dành cho các bác, nhất là những cái bác thợ ấy, đi làm thì rất cần những cái sợi này luôn. Đó, bởi vì là cái chất lượng nó rất là cao, nó truyền hình ảnh rất là tốt. Đó, hơn nữa là ví dụ như các bác sử dụng những cái dây AV ấy, thì các bác phải sử dụng tới 3 sợi đúng không ạ? Một sợi video, còn 2 sợi tiếng nét và roi. Thế nhưng mà với cái sợi HDMI này thì chỉ cần một sợi này thôi là nó truyền đủ đầy đủ hình ảnh và âm thanh cho các bác luôn. Đó, chỉ cần sợi này là chúng ta có thể là sử dụng rất là ngon rồi. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ các bác nhìn này, sợi dây chống chuột như thế này không ạ? Nó cảm giác người ta đan xen những cái lớp lưới như là cái sắc rắn ấy, rất là chắc chắn. Nên là sợi kiểu như là sợi cước, sợi dây cước bên trong nó bọc bằng kim loại các bác nhé. Đó, bên ngoài là sợi dây cước, bên trong bọc bằng kim loại. Thì những cái sợi này thì em nói rồi, nó rất là phù hợp cho các bác thợ đi làm những cái công trình. Đó, thì nên mua những cái sợi này để đảm bảo cho chủ nhà người ta an toàn, chủ công trình người ta an toàn. Thứ hai nữa là đỡ phải mệt mỗi khi nó sự cố, rất là mệt luôn, sự cố mệt lắm. Thế nên là hiện tại những cái sợi dây này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Đó, với số lượng rất là nhiều, và bên này em nói lại là từ 5m trở lên cho đến 20mm. Đó, thì là các bác quan tâm vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ trực tiếp tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp tới số 0978503822 để được nhân viên bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.